Hello everybody, welcome to Hell VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Một con game Naruto nha anh em. Ok. Ôi, trời ơi. Trời mưa cái lạnh quá anh em ơi. Lạnh teo luôn rồi. Rồi đầu vô thì chúng ta sẽ nhận được VIP mừng ha. Để làm nhiệm vụ đầu game cái. Game nào cũng vậy mà. Game nào vô thì cũng phải làm nhiệm vụ đầu game thôi. Nhưng mà nhiệm vụ đầu game này thì nó phi một mạch lên level 68 luôn ha. Đó, mở ra nhiều thứ hơn cho anh em. Anh em không phải cài sâu cuốc bẩm để khó khăn ha. Nói chung là nó cũng không có phi full level đâu anh em. Phi nửa chừng à. Còn lại anh em tự cài lên từ từ ha. Đó. Nó chỉ cho chúng ta một cái bước điểm đó. Còn lại là anh em dầm nhảy được bao xa bao lâu thì cái đó là tùy anh em ha. Ok. Rồi đầu game thì chúng ta thấy level 68 VIP 10. Rồi ở đây thì có hư nè, ăn hư. Rồi chúng ta sẽ được 20.000 kim cương ha, kim nguyên bảo. Rồi cắn. Đó, full luôn quà VIP. Đó, ok. Quá đơn giản. Trang bị tím, vàng, cam đồ có đủ. Tất nhiên vô mặt liền, trời ơi, mặt liền luôn, ngại ngùng gì vết bẩn nè. Ok, rồi, sự kiện nè, ở đây có phúc lợi server, đó, một đống kim nguyên bảo nữa, đó, ok. Rồi đây quà nạp, phúc lợi nạp, nuôi heo đất, đó. Ok, bậy rồi, đang ở đây. Đây, vòng quay may mắn hơn lắm thì chúng ta sẽ được một em cũ vĩ đó, nhưng mà cái đó thì từ từ. Đây, hoạt động 7 ngày, kim nguyên bảo, phúc lợi đồ này nọ, mua hết ha. Ba đồ quỷ này, chết mẹ thái ớt, mua không đủ tiền. Đã tới một vạn mấy lần, ok, từ từ đây, để đó đi. Chút rồi tao cũng tính sổ với mày sau rồi con. Rồi, phúc lợi, quà nạp. Rồi, ở đây có nhiệm vụ hàng ngày ha. Nhiệm vụ hàng ngày thì anh em ráng làm full ha, vì mỗi ngày thì nó phi cho chúng ta cũng không có được nhiều anh em. Phi cho chúng ta chỉ có 500.000 kim nguyên bảo rồi anh em. Đó. Có nửa triệu à, ngày phi cũng ít chứ không có nhiều ha. Nên thôi chúng ta cố gắng đi. Cố gắng làm đi ha. Đó. Ngày phi ít lắm, không có nhiều hết à. Nhớ nha, không có nhiều nha anh em, chỉ có nửa triệu thôi. Đó. Anh em nào chơi thì ráng cố gắng làm hết cái nhiệm vụ hàng ngày giúp heo nha. Ủa, làm nãy giờ nhiều à, 5 lần hả? 5 lần ok. Còn lần nữa, thiêu chiến phó bản nè. Đó. Lậm gì tinh luyện bộ vi hả? Ok, tinh luyện nhanh. Rồi, đó, cắn cái nữa. Ủa, chưa nữa hả? Khiêu chiến boss. À, cái này khiêu chiến boss anh em. Đục mắt cái này hơi lâu á. Khiêu chiến boss tới 20 lần lận. Ok, thôi reset phó bản ninja. Đánh nó một cái là reset thôi chứ gì đâu. Ok, dứt nè. Rồi, reset nó lại. Anh em làm hết rồi reset nha. Cái này là heo đang hướng dẫn từ từ cho anh em ha. Đó, nhận được 50.000 liền. Đó, ở đây tiếp tục 10 vạn là 100.000 là 150 ha. 150 với 150 là 300. 300 với đây 200 nữa sẽ là 500 nha anh em. Ok không? Ok, quá là ok luôn chứ còn què gì nữa. Ngon thơm bổ rẻ vậy thôi còn đòi nữa mấy anh em. Đó. Một bộ trang bị. Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài thông tin của server ha. Rồi đây. Rồi heo tí.
Đây, thông tin của server. À, server open server chính ha. Đây, open server chính 11 giờ ngày 9 tháng 2, 11 giờ ngày thứ 3 9 tháng 2 nha, có Tân Hữu. Đó, game đa nền tảng ha, khai mở X9 nè ha, 11 giờ ngày 9 tháng 2. Có Tân Hữu Naruto 9 nha, nhập ngoài web nè. Đó. Rồi bấm vào là chơi luôn, không cần tải ha. Game nhanh gọn lẹ, thích bấm vô chơi, không thích thoát tắt, không có tốn tài nguyên cho anh em. Rồi, đồ họa siêu đẹp, game đa nền tảng Android, iOS, PC ha. Đó, thích chơi trên điều hành nào thì chơi ha. iOS, vô web rồi, bấm chơi. Rồi, chơi game nè, ngay tại link nè ha. Thông tin máy chủ, tặng 1.300.000 game nguyên bảo, cộng VIP 10 ha. Đó, ok ok. Rồi, qua fanpage luôn, cho xem luôn. Đây, fanpage của game ha. Đó, thắc mắc gì, nhắn tin nhạc game, theo để cái này dưới phần mô tả cho anh em luôn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta đi nhập code ha. Tweet code. À, còn cái quà tích lũy nữa, mỗi tài khoản sẽ nhận được một lần nha anh em. Đấy, ok, heo đang ở X9, nhập vô. Rồi, đâu rồi, đây. Gói quà, gói quà. Đó, một đống đá đột phá. Vàng nè ha. Kim nguyên bảo nè ha. Ok không, một đống luôn rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi trang chủ Fit code Server 8. Đâu rồi, trong đống này không có, quên đây. Tân Hữu nè, Tân Hữu nè. Vô chưa, vô chưa? Đó, 1.300.000. Đó, 1.500.000 liền. Thôi ơi, bộ hái ớt nữa hả? Mà bộ hái ớt nhóc luôn. Hồi nãy giờ chúng ta được hai bộ hái ớt rồi đó. Mặc nhanh liền. Ok, chưa có tướng, chút chúng ta kiếm tướng sau ha. Bây giờ à, ở đây còn nữa nè. Đây, đây được phi 50.000 xu nạp nha. Anh em bình luận tên tài khoản, copy cái này nè, copy cái này dán ở dưới phần bình luận. Đó, admin sẽ qua cho chúng ta là 50.000 kim nguyên bạ, 50.000 xu nạp trong web ha. Đây là 50.000 Việt Nam đồng đấy. Ok, rồi. Nhớ nha, để lại dưới phần bình luận. Nếu mà lâu quá không thấy admin nhắn tin thì mình nhắn tin nhạc admin. Đó. Rồi, bây giờ nạp vô game luôn, nạp game luôn. Đâu rồi, nạp vô game luôn, đang server này. Lấy gói 50 nè. Ok. Vô chơi. Đó, có quà nạp rồi, có quà nạp rồi. Đó, đã vô game đó. 2.500.000 ha. Ok không? Đầu game là phi 2.500.000 luôn đó. Ngon ngọt, bổ rẻ ha. Đây, không tính mấy cái phần mà dư thừa lòi lõm ra ngoài. Đó, nhận luôn quà nạp nè. Đó, quà nạp nữa nè. Quà nạp xe mờ, xe vờ gì đây. Nhận, đó. Đùng má có gai bát môn hả? Nay đang có sự kiện nạp gai bát môn anh em. Ok ok. Rồi 7 ngày ha. Ở đây có 7 ngày phúc lợi, hồi nãy coi rồi. Tiền tài cái này. Đây là cái gì vậy? Bảng xếp hạng anh em. Ok ok. Rồi phúc lợi ngày nè. Đó, quà VIP, cái này là quà VIP mỗi ngày nha. Rồi đây là phúc lợi tuần nè ha. Ba đầu quỷ này cũng rẻ, thôi mua hết đi. Mua hết là có là xài ha. Rồi đây là quà mua giới hạn nè. Đó, trang bị đồ các kiểu ha. Rồi ở đây chúng ta có 2.500.000. Anh em muốn mua gì mua ha. Có thể lụm luôn thầy tiên nhân cốc cũng được ha. Đó, tùy anh em à. Còn đây là quà lễ bao không kim nguyên bảo, có một ít ha. Thôi mua luôn. Điểm danh cũng được kim nguyên bảo nữa nè. Đó. Ok, đây là quà nạp nè, quà event. Rồi đây. Ok ok ok. Thanh Long Huyền Vũ gì. Đây là nhiệm vụ nè ha. Đó, anh em thích thì làm full cái nhiệm vụ để mà nhận ha.
mỗi ngày là anh em sẽ nhận được nửa triệu nha. Đó, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Chỉ một câu mà Heo muốn nói đến anh em là như vậy ha. Rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Chết mẹ, càng quét 10 lần. Đây, ra nhận 75 điểm rồi, 75 điểm rồi, khảm đá, tới khảm đá. Tăng nhanh, tăng nhanh, tăng nhanh, tăng nhanh, tăng nhanh, tăng nhanh. Rồi, còn ta còn 20 điểm, 10 điểm, diệt boss một lần. Má, boss làm những gì vậy, dễ ăn lắm mà nó kêu tôi diệt, đậu phộng. Cái diệt boss là không, cái không tưởng rồi ha. Không, không, không bao giờ được đâu anh em. Khiêu chiến phó bạn tổ đội 10 lần. Ok, ok. Rồi có thẻ tần hoặc thẻ hán quân đòn. Chưa vô shop thần bí. Làm mới shop thần bí. Rồi được 5 điểm. Đậu xanh. Quỳ bái hả? Ok, ok. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này. Đó. Rồi còn nữa thì nhận gói quà online đây. Gói quà, không phải, không phải, không phải. Cái này không phải rồi. Đây, 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 online nè. Đó. Chưa nữa hả, chưa nhận được nữa hả. Đậu xanh. Cho bét ăn. Đó, trời ơi, có bét luôn, đậu. Đấy, đấy, bét nè, bét dễ thương cơ. Trời ơi, một con cá mập Teranu su ú. Ở đây là con gì vậy, sao nó tròn tròn thấy ghê vậy. Nè anh em, đó, đó, đó. Trời ơi, bét dễ thương không. À, cái con Mandara này đồ. Con này mà đụng má tính ra nó là chúa bét luôn hả. Bét chúa luôn, kinh thiệt chứ. Rồi ok, ok, chúng ta chỉ có một con bét đó thôi. Còn 5 điểm nữa làm gì trời. Cường quá bảo vật. Cường quá nhanh liền. À đây nè, cường quá bảo vật là cường quá ở dưới. Rồi đó, ok, có tiền liền. Ok, thơm ngon không? Rồi vậy ha. Rồi quay tướng thì quay ở đây. Đó. Tất cả là có hết. Đó, Ochimaru luôn. Rồi, thông tin này nọ thì Heo sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Nhớ nha, nhớ nha. Đây, open server 9, 11 giờ ngày 9 tháng 2 nha. Ok, bye bye. Chúc anh em chơi game Tết vui vẻ nè. Bye bye.